hò reo cổ vũ, chăm chú theo dõi theo từng đường bóng, đứng ngồi không yên khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội. Dù số lượng có phần khiêm tốn, nhưng hội cổ động viên đội trường Đại học Tây Nguyên không lép vế khi cùng tạo nên bầu không khí sôi động từ phía khán đài. Và đây là anh Hà Việt Hùng, người được mệnh danh là cổ động viên siêng nhất giải đấu, khi đã nhiều lần vượt hàng trăm cây số đến sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đờ Măng Đen lần thứ nhất năm 2023. Anh Hùng là giáo viên của trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là sinh viên năm 3 khoa giáo dục thể chất của trường Đại học Tây Nguyên. Trên khán đài, năng lượng mà cổ động viên sinh năm 1985 này tạo ra cũng không hề thua kém những sinh viên khác. Khi mình tham gia cổ vũ cùng với đội vậy á, thì những lịch thi đấu của đội khi nào đá thì mình có mặt, mình cổ vũ cùng với đội. Còn khi đội không đá thì mình lại về, mình đi giải bình thường. Sáu là cùng đội về đi xuống từ đây. Sau khi đá xong trận khai mạc. Chắc là đội sẽ đá xong lượt trận cuối cùng thì mình sẽ về lại và đi dạy và cùng đi học luôn. Khó khăn lớn nhất mà cổ động viên 38 tuổi này gặp phải là thời gian và chi phí đi lại, khi vừa phải vượt quãng đường hơn 300 cây số, vừa phải đảm bảo lịch dạy ở trường. Tuy nhiên, tình yêu bóng đá, tinh thần đồng đội và sự ủng hộ của gia đình đã thôi thúc anh đồng hành cùng đội bóng. Mình rất muốn tham gia cùng với các bạn, nhưng mà do tuổi của mình thì lớn rồi, nên là mình chỉ có là đồng hành cùng với các bạn là bằng cách là cổ vũ động viên các bạn thôi. Thứ nhất là mình rất yêu mến bóng đá, và thứ hai nữa là cùng đội và trong thành viên của đội thì cũng là có những thành viên của lớp giáo dục thể chất cùng học với mình, nên mình muốn là đồng hành cùng với đội để có một cái kết quả tốt nhất. Bởi vì gia đình mình cũng rất ủng hộ mình ạ, bởi vì thể thao là một môn bóng đá vua, nên là gia đình rất là ủng hộ và cùng đồng viên mình là làm sao đó là giữa công việc và niềm đam mê không để ảnh hưởng đến công việc là được ạ. Đối với các cái đội làm khách ở trên sân trường Đại học Tôn Đức Thắng thì những bạn thi đấu rất là xa, nên là cái lượng cổ động viên phải rất ít, nên là các bạn rất là thiệt thòi. Nhưng về đội học đội Đại học Tây Nguyên thì có lượng cổ động viên tuy là ít, nhưng mà các bạn cổ vũ rất là nhiệt tình và rất là hào hứng, nên là cùng là tiếp thêm được sức mạnh cho đội nhà. Sự tiếp sức của các cổ động viên từ trên khán đài đã giúp các chân sút đội trường Đại học Tây Nguyên chơi tốt hơn rất nhiều so với trận mở màn, với nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, việc phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến đại diện của Tây Nguyên phải trả giá khi nhận liên tiếp hai bàn thua từ các đợt phản công sắc bén của đội trường Đại học Văn Lang. Theo đánh giá thì đội Đại học Tây Nguyên đã bắt đầu đá được lối đá của mình. Em thấy đội đã tốt rồi, nhưng mà chưa tận dụng được cơ hội. Có nhiều thiếu sót, một số cá nhân. Trên khán đài cũng có các cổ động viên đồng hành và các bạn sinh viên cũng đã cổ vũ cho đội Đại học Tây Nguyên. Em xin thay mặt đội Đại học Tây Nguyên cảm ơn các bạn và mọi người. Trong trận đấu cuối gặp đội Đại học Thủy Lợi thì em không dám hứa, nhưng mà sẽ cố gắng ghi một bàn để cảm ơn đến các bạn cổ động viên với lại các bạn sinh viên ở đây. Với hai trận thua liên tiếp, đội trường Đại học Tây Nguyên đứng cuối bảng A, xếp sau trường Đại học Thủy Lợi và buộc phải thắng đậm đối thủ này ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.